Làm gì vậy con? Dạ, con còn trái cây. Ê. Dạ. Hôm nay có ai hỏi chuyện bay với con Lê không? Dạ, dạ không. Mà hình như Lê có thai phải không chú? Ủa, bác, tía. Con chưa có mày quen. Dùng một chữ thôi. Dạ. Mày nói nhiều người ta nghi ngờ. Thì chính vì nó có thai cho nên tía mới nhờ bay. Ủa, vậy rồi chừng nào con mới về lại thành phố vậy? Lúc đầu á, chứ tính nhờ bay khoảng tuần lễ thôi. Nhưng mà giờ tình hình như vậy, chắc bay phải ở lâu một chút. Giúp tía nha con. Bị gì á, cái chuyện nó tới nước này rồi, phóng lao phải theo lao. Có gì tía điện lên trung tâm tía nói nha. Dạ. Mày đồng ý hả? Dạ. Ê, bỏ nó đi từ từ. Mày thấy con Lê làm sao? Lê... Lê làm sao tía? Thì con thấy Lê cũng thông minh, tốt bụng, lại đẹp nữa. Vậy là được rồi. Dạ. Ngày xưa đó tía với má con Lê cũng đâu có quen nhau đâu. Rồi sống lâu rồi nó nảy sinh tình cảm vậy đó, lấy nhau về rồi cũng đẻ phà phà vậy mà. Ê, có khi nào mày với con Lê giống vậy luôn không? Ừ, dạ hả? Dạ thôi con vô kia tí. Cái thằng nếu tụi nó được vậy đỡ quá.